Vào thứ ba tuần trước, giám đốc điều hành Sundar Pichai kỷ niệm sinh nhật lần thứ 25 cho Google. Với hàng tỷ lượt truy vấn tìm kiếm mỗi ngày, nền tảng này chính là một phần không thể thiếu đối với mỗi chúng ta trong suốt hơn hai thập kỷ qua. Vào những năm 2000, người ta thắc mắc website liệu có thể tồn tại. Đến những năm 2010, mọi người lại tự vấn liệu chúng tôi có thể thích ứng với kỷ nguyên điện toán di động hay không? Liệu trình duyệt tìm kiếm có đến hồi kết thúc? Mỗi lần như vậy, chúng tôi đều trả lời bằng cách quay trở lại mạnh mẽ hơn, ông Sundar Pichai viết. Đúng một tuần sau khi bài đăng được chia sẻ, Google tiếp tục đối mặt với bài toán hóc búa về tương lai một cuộc chiến chống độc quyền mang tính thế hệ, được cho rằng có thể gây tiếng vang khắp ngành công nghệ rộng lớn. Vụ kiện giữa Bộ Tư pháp Mỹ, DOJ và Google chính thức diễn ra sau 3 năm tiến hành các thủ tục tiền xét xử. Trọng tâm là cáo buộc từ phía chính phủ, cho rằng Google đang giữ thế độc quyền trong mảng tìm kiếm trực tuyến và các thị trường quảng cáo có liên quan, bởi cho dù người dùng sử dụng iPhone, Samsung hay bất kỳ thương hiệu nào khác, mọi hoạt động duyệt web đều chủ yếu được thực hiện thông qua Google Search. Đây là sản phẩm hàng đầu của Google và quảng cáo đóng góp phần lớn cho tổng doanh thu. Google đã chi hàng tỷ USD để các phần mềm trình duyệt Internet hoặc nhà sản xuất điện thoại như Apple, Mozilla, Samsung, coi mình là công cụ tìm kiếm mặc định. Năm 2020, WSJ ước tính thỏa thuận giữa Google và Apple rơi vào khoảng 8-12 tỷ đô la Mỹ. Đến năm 2021, Google phải trả cho đối tác gần 15 tỷ đô la Mỹ và sang đến năm 2022 là 18-20 tỷ đô la Mỹ, theo Forbes. Thỏa thuận được cho là bất hợp pháp, đồng thời khiến các đối thủ cạnh tranh như Bing, Microsoft, ít được sử dụng và không thể tiếp cận thị trường một cách công bằng. Vào thứ ba tuần trước, giám đốc điều hành Sundar Pichai kỷ niệm sinh nhật lần thứ 25 cho Google. Với hàng tỷ lượt truy vấn tìm kiếm mỗi ngày, nền tảng này chính là một phần không thể thiếu đối với mỗi chúng ta trong suốt hơn hai thập kỷ qua. Vào những năm 2000, người ta thắc mắc website liệu có thể tồn tại. Đến những năm 2010, mọi người lại tự vấn liệu chúng tôi có thể thích ứng với kỷ nguyên điện toán di động hay không? Liệu trình duyệt tìm kiếm có đến hồi kết thúc? Mỗi lần như vậy, chúng tôi đều trả lời bằng cách quay trở lại mạnh mẽ hơn, ông Sundar Pichai viết. Đúng một tuần sau khi bài đăng được chia sẻ, Google tiếp tục đối mặt với bài toán hóc búa về tương lai một cuộc chiến chống độc quyền mang tính thế hệ, được cho rằng có thể gây tiếng vang khắp ngành công nghệ rộng lớn. Vụ kiện giữa Bộ Tư pháp Mỹ, DOJ và Google chính thức diễn ra sau 3 năm tiến hành các thủ tục tiền xét xử. Trọng tâm là cáo buộc từ phía chính phủ, cho rằng Google đang giữ thế độc quyền trong mảng tìm kiếm trực tuyến và các thị trường quảng cáo có liên quan, bởi cho dù người dùng sử dụng iPhone, Samsung hay bất kỳ thương hiệu nào khác, mọi hoạt động duyệt web đều chủ yếu được thực hiện thông qua Google Search. Đây là sản phẩm hàng đầu của Google và quảng cáo đóng góp phần lớn cho tổng doanh thu. Google đã chi hàng tỷ USD để các phần mềm trình duyệt Internet hoặc nhà sản xuất điện thoại như Apple, Mozilla, Samsung, coi mình là công cụ tìm kiếm mặc định. Năm 2020, WSJ ước tính thỏa thuận giữa Google và Apple rơi vào khoảng 8-12 tỷ đô la Mỹ. Đến năm 2021, Google phải trả cho đối tác gần 15 tỷ đô la Mỹ và sang đến năm 2022 là 18-20 tỷ đô la Mỹ, theo Forbes. Thỏa thuận được cho là bất hợp pháp, đồng thời khiến các đối thủ cạnh tranh như Bing, Microsoft, ít được sử dụng và không thể tiếp cận thị trường một cách công bằng.